giao lưu nghệ thuật kính mừng đại lễ ngày hôm nay. Vâng, và một tràng pháo tay thật giòn giã để cổ vũ cho các đoàn nghệ thuật biểu diễn trong đêm diễn ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng cảm ơn. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của núi sông. Vâng, mái chùa là nơi ấm cúng tình thương chúng ta tìm về mỗi khi lòng trắc ẩn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các chư tăng ni, kính thưa các quý vị lãnh đạo đại diện cho đảng, chính quyền địa phương, kính thưa các cụ, các ông, các bà, Phật tử, thập phương và nhân dân địa phương, thưa quý khán giả. Đêm nay, câu lạc bộ dân ca chèo quận Dương Kinh được vào đây biểu diễn phục vụ làm công đức với đại lễ khi lên màn biểu diễn. Tôi xin được đại diện cho nam nữ diễn viên và nhạc công của đoàn xin gửi tới lời chào trân trọng nhất, lời chúc sức khỏe tới quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Đêm nay câu lạc bộ dân ca chèo quận Dương Kinh sẽ giới thiệu cùng quý vị vở chèo cổ truyền thống Chương Viên. Tác phẩm sân khấu này được quần chúng nhân dân ta mến mộ và lưu truyền qua bao đời. Tới nay sân khấu chèo cả nước đã và đang dàn dựng trình diễn vở chèo Chương Viên. Thưa quý vị khán giả, vở chèo Chương Viên còn có tựa đề là Đôi Ngọc Lưu Ly, ca ngợi phẩm hạnh của nàng dâu Thị Phương hiền thảo đã không quản ngại gian lao vất vả, dắt mẹ chồng chạy giặc trong cơn binh lửa. Khi mẹ chồng lâm bệnh, nàng đã sẵn sàng hiến dâng đôi mắt của mình để làm thuốc cứu mẹ. Tấm lòng hiền thảo với mẹ chồng, thủy chung với người chồng đang cầm quân dẹp giặc ngoài biên ải đã được đền đáp bằng ngày đoàn viên sau 18 năm đoàn đi xa cách. Thể hiện tác phẩm sân khấu này, các diễn viên của câu lạc bộ sẽ mang hết tài năng nghệ thuật của mình để phục vụ quý vị với nghệ thuật cây nhà lá vườn. Xin cảm ơn. Tiếp nghĩ ai bằng gái võ lăng, loạn ly lui mẹ đảm thay chồng, thủy chung giữ vẹn lòng son sắt, chính khí ngàn năm tạc núi sông. Đó là nội dung vở chèo truyền thống Chương Viên, biên soạn Lộng Chương Bùi Đức Hạnh, đạo diễn Trần Xuân Kính, âm nhạc Đỗ Sinh, ánh sáng Ngọc Doãn, biên đạo múa Hồng Y, phục trang Thu Nàn, chỉ huy đêm diễn Đoàn Kiên Trung. Sau đây là bảng phân vai. Cao Cường vai Chương Viên, Thanh Dâm vai bà Trương Mẫu, Quang Lền vai Tể Tướng, Thu Nàn vai Thị Phương, Ngọc Doãn vai Trương Vương Sứ, Văn Cẩm vai Thần Hổ, Hồng The vai Tiên Nữ, Chủ Nhiệm vai Não Trượng, Quang Lâm vai Sơn Thần, Hồng Thoi vai Hề Một, Thu May vai Hề Hai, cùng một số nam nữ diễn viên trong đoàn tham gia biểu diễn vở chèo xin được bắt đầu. Anh em mình kiếm cầu hát để quét dọn cung dinh nào. Ừ thì hát đồng đồng lạnh ở từ khu lý mà hương đi thương hiền. Lúc bây giờ thank you.
lạ chỗ hở hay chú? Chả giấu gì bà lão, nó là thế này. Sao? Trước kia quan tôi của đương triều là có nhiều chỗ lắm, có nhiều chỗ lắm. Nhưng từ ngày cáo quan đến giờ, chú bỏ ráo cả rồi bà. Bỏ ráo đi rồi bà. Hai chú nói thế nào chứ, cái giống chó là nó yêu chủ lắm. Hoa à, có cái giống chó hoang là nó mới thế. Đúng rồi, chỉ có giống chó hoang không người dạy dỗ thì nó mới thế. Thì nó mới thế đấy. Này hai chú ơi, sao cho não hỏi, quan ở trên nhà hay quan ở dưới bếp đi hở hai chú? Ôi trời ơi, ơi. Quan là phải ở công đường, quan là ở dưới bếp mà bà này. Ấy thế mà não cứ tưởng là vua to hơn quan, vua còn ở dưới bếp nữa là quan. Ôi giời, bà nói thế chỉ có họa là vua bếp thôi. Mà bà đi đâu mà có lễ vật trầu cau cứ như đi hỏi họa thế? Ai đấy? Chẳng giấu gì hai chú. Sao? Não có thằng con trai tên gọi Hóa Miên. Sao? Muốn là kết duyên với cô Thị Phương còn toàn thừa tướng đấy. Hai chú cười gì thế? Trời ơi, tôi cười là cười cho cậu Khóa Viên nhà bà thích chơi trèo. Này, không cẩn thận ấy, có ngày ngã sứt đầu biêu chán đấy. Biêu chán đấy. Khổ quá. Não à, bà không nghe người ta nói à? Bò gầy thì đừng có leo tường dốc. Đừng có leo tường dốc. Mà đã méo miệng ấy thì đừng có ăn. Thì đừng có ăn. Mà đã là thân phận tiện sĩ Hà Nho thì đừng mơ nơi cao sang quyền quý làm gì. Cho nó khổ ra. Cho nó khổ ra. Khổ quá. Não đã nói với nó như thế mà nó có nghe đâu. Nó còn bảo với não thế này này. Bảo sao, bảo sao? Sao, bảo sao? Việc giá thú là bất khả luận tài. Đúng rồi. Ông chữ đồng tử ngày xưa còn là nghèo khổ nhất trên đời. Đúng thế. Ấy thế mà còn lấy được tiên dung ông chú. Phải phải. Được thì nên, không thì chớ. Việc mẹ sang mẹ cứ sang. Hai chú bảo nó nói thế có ngang không nữa chứ. Rồi thế thì ngang quá rồi còn gì. Này hai chú ơi, sao não đã sang đến đây rồi, hai chú cho não vào thư chuyện với quan đi. Thôi, xin bà não về cho ấy. Bà cứ đứng đây bất công ơi, đây cái nỗi chờ cửa quan cái anh Hóa Viên nhà bà ai vừa ấy. Đồn cửa ngài sinh nàng thục nữ, tôi xin sang sánh với trương viên. Nhà khó khăn chẳng có bạc tiền, ngài thương được, tôi xin cho ơn vạn bội à.
Tưởng chuyện gì chứ làm chuyện đó. Này bà lão. Dạ. Đạo vợ chồng nhân duyên kim cải. Dẫu lên trăng ấy đâu phải bạc tiền. Dạ vâng ạ. Chưa tôn cát lấy được bạch viên, tiền cũng chẳng so tiền tính bạc. Dạ bà. Mà người hạ giới lấy tiên còn được, chàng trương viên kia chắc có kém xuân gì. Vâng ạ. À, mà thị phương ta có để làm chi. Dạ dạ. Xem nhan sắc ấy thuận thì ta gả. Quan gả rồi. Sùng sướng quá. Này này hai chú ơi. Sao? Sao? Tôi nhờ hai chú ra bảo thằng khóa viên nó nhanh nhanh vào đây hộ tôi với nhé. Sùng sướng nha. Sùng sướng lắm hai chú. Thằng mà trương viên nhà tôi mà lấy được cô thị phương đúng là chuột xa chính gà. Con ơi, con đã bảo chào con đi rồi, con cho đi vợ. Con bảo chào con đi con. Dạ, trương viên con đã vào hầu à. Lại bà lão. Dạ. Đây có phải con trai bà đẻ ra đây không? Dạ bẩm quan, đúng là con trai nó đẻ ra đấy à. Thế cậu ơi, học hành có khá không? Dạ bẩm quan, đường học thế nào thì não không rõ, nhưng hành cứ đến Tết hết thì lại gấp quan à. Kìa. Này trương viên. Dạ. Mẹ anh khen anh hay chứ. Vậy bây giờ ta ra một vế đối, nếu đối được ta sẽ gả thị phương cho. Dạ. Hãy nghe vế đối của ta đây. Tề tướng nguyên phi thiên thượng nhi, đó hãy đối đi. Phát là bà não dẫn con sang hỏi vợ thế thì được cái con à? Phải thế đâu mẹ. Dạ thưa quan, quan ra phế đối là tể tướng nguyên phi thiên thượng nhi, có nghĩa là tể tướng không phản người nhà trời. Bày con xin tôi. Dạ nguyện bản thị nhân gian tử. Hay lắm hay lắm. Trạng nguyên là người ở nhân gian mà đối với tể tướng không phải là người nhà trời. Hay hay lắm hay lắm. Vậy là đối, anh đã đối được rồi. Nhưng bây giờ ta lại hỏi mấy câu lục vấn để xem sức hạc của anh thế nào. Ta hỏi rằng ai thi kỳ thể, ai diệu kỳ dục, ai thành kỳ công mà ai truyền kỳ học. À, trước tiên con xin thưa. Tam hoạt kỳ thể cụ đế diệu kỳ dục, vô công phân thành kỳ công, đức học từ thầy mạnh khác kiệt kỳ học. Giỏi, giỏi lắm, giỏi lắm. Đúng là thế mới gọi là đông sàng giai tế. Cũng đáng tài học vấn danh gia. Mà đã đành rằng đã thuận ý cha già, xong cũng phải ướm lòng con trẻ. Hầu đâu, hầu đâu. Ông quả
cho mời mẹ con bà Khóa sang nhà ngang xây nước, rồi cho đòi cô Thịnh Phương ra để ông dạy chuyện nghe. Vâng ạ. Mời cô Thị Phương, mời cô Thị Phương ra cho ông dạy chuyện. Mời bà và cậu theo tôi ạ. Thảo nghe con, nghe cha dạy đây.
đừng thấy nhà chồng nghèo mà có khinh. Nắm một mai gia thất bất kỳ bình, cha mang tiếng ơi sinh gì mà vô chả có thứ chi. À phải rồi, cha sẽ cho hai con đôi ngọc lưu đi giữ để làm của hồi môn thơm thảo truyền dâng ngọc. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, cha cho hai con về chi tải vũ quý. Đây đôi ngọc lưu ly là vật báu gia truyền, cha trao cho hai con gìn giữ. À, dẫu mai đây đất lùi can qua biển trào sóng dữ, ngọc vẫn sáng ngời tình nghĩa thủy chung. Cha mong cho Trương Viên công toại danh thành, cùng thị phương sẽ đẹp tình gia thất. Con cúi đầu bái tạ nhạc gia. Vâng lời cha dạy con thức ta theo đồng. Cha cho hai con đứng lên, đứng lên nào. Nhìn nàng ngồi theo hoa chỉ thắm mà lòng này sao xuyến ngỡ trong mơ. Có làng về đây ấm áp mái nhà,
vườn cũng đâm hoa, mẹ già đỡ tuổi. Nhưng chàng ơi, thiếp chỉ mong chàng dù tài danh trước bảng vàng dạng gió mẹ cha. Tiền gia đình thiệp quân tăng cho thôn nhà ơi là họ. Nhà kích gia thủ lãnh nghe chưa? Dạ xin chào ngài vương sứ, chẳng hay có chuyện chi ngài đến tìm tôi ạ? À, chú Trương Viên này, dạ. Nhà vua thấy chú võ nghệ tinh thông, ban cho 3 vạn binh dòng ấn tín nguyên nhung, nĩnh lấy tiên phong việt quân quốc bất chi bất hoãn. Đã đành rằng không sai chỉ phán, nhưng tôi còn chút mẹ già, xin ngài cứ chạy ra rồi hậu tiến tôi theo cũng kịp mà. Thôi thôi chú Trương Viên này, dạ ta bảo chú đừng nên nghĩ ngợi, số hiển vinh thì dẹp giặc giặc tan, còn là số chẳng khá thì học hành lâu cũng vậy. Lấy vương sứ điều binh kích chảy, chú hãy theo quân lệnh cho mau. Dạ trình ngài vương sứ, ngài cố chấp chẳng tha. Tha là tha làm sao được. Cho tôi từ biệt mẹ già và nhắn nhủ hiền thê đôi việc ạ. Ờ chú Trương Viên này, dạ thế trời Phật thì ăn gì nhỉ? Dạ trời Phật thì ăn hương hoa. Đúng rồi, trời Phật thì ăn hương ăn hoa, thế thế còn mỗ ta thì thế nào? Dạ trình lệnh ngài vương sứ, nhà bần hàn chẳng có bạc tiền, chút lễ mọn đưa chân ngài chảy, mời ngài ra chơi phường phố cương nước xong ngài hãy vào kinh nhà. Ta là ta lẻ cùng với chú lắm đấy nhá, làm hư cả người thi hành công vụ nên lần sau là không có được thế đâu đấy nhá. Thôi ta về, đúng giờ ngọ ngày mai chú phải có mặt để điểm danh quân lệnh nghe chưa. Thôi ta về. Thị Phương em, đạo phu thê nửa thu tròn chăn gối cũng vừa êm. Nay triều đình có lệnh dẹp biên, sổ binh bộ tên anh đứng trước. Việc quân vương anh chối làm sao được. Em ở nhà nuôi dưỡng từ thân, đừng rơi nệ mà phai đào nhạt xuân.
chàng thanh chân nhẹ gót, đạo phu thê ghi tạc đá vàng, dương mẹ già chuẩn nghĩa hiếu lan, dù có tháng cũng vẫn còn tàn. Vòng trên chiến biển đâu tan hợp lời cha gần hơn cha nghe nàng nói ta cũng thấy yên lòng, nhưng còn mẹ già liệu có thấy khổ tâm? Trình này mẹ, Trương Viên con có đôi lời muốn thưa cùng mẹ. Trình này mẹ, Trương Viên con có đôi lời muốn thưa cùng mẹ. Biên cương có giặc, nay con phải ra phục mệnh quân vương, sáng sớm mai kíp phải lên đường, con đành chịu đắc trung thất hiếu. Mẹ ở trong nhà đã nghe rõ cả, nước có loạn thì sao nhà được bình yên, chữ hiếu chung con vẹn cả đôi đường. Mẹ chỉ thương cho thị phương, phải xa chồng tháng năm viền biệt. Trình này mẹ, con là phần gái, cái thay chồng giữ nghĩa, đạo câu hiền con chuẩn nghĩa hiếu nhân. Thị phương con già, chồng con nay chung hiếu một lòng, đường dẹp giặc mẹ đâu ngăn cấm. Trương Viên con, nhà nghèo hay con thảo, nước loạn rõ tôi chung. Con ra đi áo vải xuất thân, dù vinh hiền chớ quên điều nghĩa cả. Thị phương con, dạ, con hãy chuẩn bị hành trang đầy đủ, để chồng con khỏi chậm trễ buổi lên đường. Dạ vâng ạ. Con cúi đầu lạy mẹ, xa đi chân bước ngập ngừng, những năm ngày hạ đêm đông, mẹ già được quạt lòng ấm lành. Trương Viên con, nhà nghèo hay con thảo, nước loạn rõ tôi chung. Con ra đi áo vải dù vinh hiền chớ quên điều nghĩa cả. Xa xôi ngàn dặm, non nước ngàn trùng, đường gian nan càng tỏ ra anh hùng. Con mạch bước để mẹ với nỗi nhớ. Con ơi, con đi lên đường mạnh giỏi nghe con. Dạ. Thị phương tiễn chồng con lên đường con nghe. Dạ. Mẹ, mẹ Trương Viên, Thank you.
Dương Viên trà không trà đi muôn lặng hải bằng lưng sắc quầy chiến tích nhai đời ai chờ chia tay khôn kẻ già này ở nhà mẹ con ta tìm gốc cây to làm nghỉ tạm qua
đêm sẽ liều. Ta đi thôi mẹ. Đi thôi con. Đến 3 tiếng ánh hào quang chuyển động quanh mình, đống chỉ như thể hình người. Đi đâu đó kìa con lỗ mẹ. Hiền mong được gặp lành người ngay thẳng lỡ lòng ngài ăn thịt à. Nếu muốn sống ai nhường cho ai cái chết, vào để ngục mạng cho ta nhái tạm. Dạ trong lệnh này thân hồ, mẹ già tôi đang cơn hoạt nạn, vì thần hoạt đi mẹ phải xa con. Ngài ăn thịt thì nhanh con tha. Bởi đoàn đi nên phải xa chồng, tuổi còn thanh như một dạ thủy chung. Ngài ăn thịt cho già này thế mà. Đáng nghe ta ăn thịt cả hai, nhưng ta thấy bà già này hơn người đời, mà cô con gái cũng hơn người đời. Xưa kia tất cả các con mồi đều ham sống sợ chết, nay các người này nhậm nhường cái sống cho người khác, nhậm cái chết cho mình. Đành mẹ con như thế là cùng. Thôi, ta tha cho cả Chu Toàn hai tính mạng, ta không dám động. Thôi, ta bái phục, nay ta trở về rừng. Mẹ ơi con đây mà. Mẹ ơi con ta ở hiền tập lành, tránh đinh bút giật tìm đường xa lành. Gặp hồ lang lại tha không ăn thịt con ơi. Hồ đâu hồ nại tha người, thảo nay đầu em lòng trời dẫn nỗi tìm đường mà đi. Thôi, ta đi thôi mẹ. Đi thôi con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sau. Trời ơi, mẹ tôi đã quá đôi, biết xin đâu đây một lưng cơm cho mẹ tôi đã lòng đôi chút. Con ơi, lúc đói nòng cầm hơi sao hoang, bước điêu đi đâu bởi gian chân, cơm cháo đâu có được giữa rừng, đói đành vậy mẹ thương con vất vả. Mẹ ơi, phía rừng trong có lửa, ắt hẳn có người, gốc cây to mẹ hãy tạm ngồi, để con đi xin cơm đỡ bữa. Ta đi thôi mẹ. Lòng chỉ mong bệnh mẹ mau lành,
thân tôi nào dám tiếc thân, xin nguyện dâng mất mình cứu mẹ. Quan khen cho làng đã có lòng thành kính, nhưng ta hỏi lại làng đã suy tính thiệt hơn. Khoét mắt người làm thuốc ninh đơn, bao đau đớn nàng có cam chịu đựng. Xa trình lệnh ngài trong tôi phụ mi thay như ngân đi ra đi xem sắm là người con nuôi.
Mẹ ơi, trước thì mẹ đi con dắt, bây giờ mù mịt, mẹ thì dắt con. Mẹ đi thôi con. Thank you.
ngã đường quang, nhịp bảy nhịp ba miệng hát tay đàn. Người qua lại sẽ cho tiền cho gạo, tiếng hát sẽ thay lời mách bảo. Đường gian nan, đường gian nan khúc khuỷu tìm chồng. Giờ mẹ hãy dắt con ra chợ để con hát kiếm tiền nuôi mẹ. Ta đi thôi mẹ. Ở đất Võ Lăng chồng tôi, ở đất Võ Lăng vua sai dẹp giặc băng khi chừng nơi xa mặt tôi đôi mắt loạn nhìn đâu cho thấy. Phải rồi, vì khi ông ấy cầm quân đi dẹp giặc thì chúng mày chửa đứa nào ra đời. Ôi giời ơi, hãy còn nằm trong bụng mẹ thế này thì biết làm sao được ông Trương Viên. 18 năm dòng lấy nừng oanh liệt, ông trở về làng với chức quan thái tể vua ban. Ôi thật là vinh hiển cho cả làng, nhưng hiềm một nỗi. Sao ông? Hiềm một nỗi người mẹ hiền, người vợ hiền và mẹ già vẫn bật vô âm tín. Dạ thưa cụ, chính vì lẽ đó mà quan trở về làng, người cứ buồn thiểu buồn thiêu, cơm chẳng muốn ăn, chỉ thấy thở dài. Mấy hôm trước người có cho người đi dò la tin tức, nhưng vẫn mịt mù tâm cá bóng chim. Dạ thế quan con buồn mà con sốt hết cả ruột đấy ạ. Chú lính ơi chú lính, chú đừng có sốt ruột sốt gan làm gì cả. Đất Võ Lăng ta tình nghĩa lặng hơn vàng, quan sống thủy chung ắt có ngày đoàn tụ. À đúng đấy, dân chúng Võ Lăng vẫn trông chờ ngày ấy, thế mới thỏa lòng ngưỡng mộ bấy lâu nay. Ơ nào các cháu. Dạ. Thôi ông cháu ta ra cả ngoài đình, ra ngoài đình để ta đón quan thái tể. Thôi đi đi nào các cháu. Thôi ta đi đi, đi chị nào. Em ơi. Thank you.
Chí Lam Nhi. Nhưng mừng thầm sum họp buổi vinh quy, nào ngờ ngày chia tay lại là ngày vĩnh biệt. 18 năm dòng nằm gai nếm mật, lòng nhớ thương ngùn ngụt lúc nào. Nay quân giặc kia tan tác chạy dài, giọt nước cũng đã thu về một môi. Nhưng mà nay thầm mi ca trời đằng đẵng, quan đánh chức nguyên nhung cầm quân dẹp giặc, ngựa chẳng rời yên mà người không cởi giáp. Nay quân giặc đã tan, quan hồi quân thắng trận, ấn tử sắc phong thái tể, quan trở về quê cũ vinh quy. Nào ngờ đâu bởi tại loạn ni nên củ cố và bà con thích tán nơi nào chẳng rõ. Quan tạm tính đến hôm nay đã là một tuần trăng có nẻ. Dạ quan cứ buồn bực mãi. Dạ bẩm quan ạ. Con lo cho ta thật là cảm kích, nhưng con đâu có thấu hiểu được lòng ta. Dạ bẩm quan. Thôi bác cho con ra ngoài, nếu có tin gì bà và cô vào báo cho bác biết ngay nghe không. Dạ con đi ạ. Hiền vinh quê xưa giặc dỡ than đi tanh nên từ mẫu hiền thế thân nghi lạc. Chữ hiếu tình con cam lòng bội bạc, luôn biệt đi nỗi những đau lòng. Dòng sơn khê chẳng màng công cũ. Mẹ nào ngờ còn có ngày
ngoạn đi trời thẳng đất dày, kẻ sao hết đắng cay cơ cực. Nửa binh đao 18 năm đã tắt, nay trở về để gặp người thân. Mẹ vẫn mong tâm cá bóng chim, người đức hạnh trời cao có thâu. Mẹ ơi, nhờ phúc trạch đã qua cơn nguy biên, nay mẹ dắt con về trốn quê nhà. Dạ thưa mẹ, mẹ xem cảnh cũ ngày xưa có gì thay đổi không thưa mẹ? Có một gốc cây mai già cằn cỗi. Con ơi, sương mù đêm tàn trời còn tăm tối. Mẹ già rồi, mẹ già rồi, đôi mắt chẳng còn tinh. Nhìn bốn bề cảnh vật quanh mình, mẹ cứ thấy mong manh bát ngát. Xóm nàng xưa đường ngang ngõ tắt, giờ nhường như biến thế quất đâu đây, có phải có gốc cây mai già vừa mới nở? Ừ phải rồi, có một gốc cây mai già cằn cỗi, thân gãy rồi nhưng vẫn nảy chồi non. Ôi, hoa mai nở thơm quá, hoa mai nở để con nhớ lại lời hôn duyên nhà con ngày trước. Một gốc cây mai mọc cành thèm nhung, mới đỏ xanh ni mẹ. Hoa nở ngã thì hương, hoa thắm đi ơi tình. Con ta đến đó xem sao. Ta đi thôi con. Thank you.
thái tể vạn thọ vô cương. Kìa não trượng, não trượng hãy đứng lên, bà con hãy đứng lên đi. Giả thư thượng công, dân chúng võ năng trăm người như một, vẫn chưa thỏa lòng ngưỡng mộ công ơn. Nay thấy thượng công mình ngọc héo hon, hội võ lăng còn định mở hết tuần trăng, nhưng lòng lào dân mở hội cho đành. Khi thấy thượng công người vẫn chưa nguôi cơn buồn bã ấy ấy, xin chớ vì tôi, xin chớ vì tôi mà hội mở lửa chừng dã đáng. Ôi, như vậy là thượng công này cho phép dân chúng võ lăng này tưng bừng múa hát. Nào, chiêng trống hãy nổi lên, dân chúng võ lăng lại tưng bừng múa hát. Tôi vẫn chưa nguôi. Chính nơi đây là tư dinh của nhạc gia tôi ngày trước, giặc tràn về đốt phá chẳng còn chi. 18 năm dòng lưu lạc loạn ly, nay trở về thì người mẹ già và hiền thê vẫn vặt vô âm tín. Thưa bà con, quan thái tể vẫn chưa nguôi cơn buồn bã thương nhớ người thân. Ta hãy tạm lánh ra ngoài, ra ngoài để cho người thanh tâm tĩnh lại, rồi rất mong người qua cơn phiền muộn, rồi mời người ra vui hội cùng dân làng. Thôi, thôi ta đi bà con. Thôi ta đi gì? Mong nếu xưa
con bà Phó Sẩm đấy ạ. Thế hình dáng của hai mẹ con bà ấy thế nào? Dạ bẩm quan, có cô con gái mù mà trông được đấy quan ạ. Có cô con gái mù mà trông được, con nói vậy có nghĩa sao? Dạ bẩm quan, con nói mù mà trông được nghĩa là cứ nhìn đấy quan ạ. Trời ơi, ta đang trong cơn trăm thảm ngàn sầu, ta coi hát, nghe hát chứ coi đâu con mắt. Dạ bẩm quan đang buồn, để con ra con mời hai mẹ con bà Phó Sẩm và hát cho quan nghe có được không ạ? Này, hai mẹ con bà Phó Sẩm ơi, vào đây quan. Hát cho quan tinh cho tiền. Nhanh vào đây hát cho hay vào. Nhà quan tôi đây, đi vào đây. Nhanh chân vào, bà cái đi chậm đấy. Thôi, ngồi đây hát đi, hát cho quan tinh cho tiền. Thế bây giờ tôi biết hát bài gì được à? Ui giời ơi, cơm thì một thúng, rượu thì một an, hát hết tại này, hát được bao nhiêu thì bà cứ hát. Quan nghe hát để tôi xin đồng trống à? Hầu con. Dạ. Bảo mẹ con bà ấy có tình sự, sự tình gì hát cho ta nghe. Bà ơi, quan tôi đang buồn, bà có cái sự tình sự gì thì bà hát đi. Hát cho quan tôi nghe thì quan tôi có thưởng nha. Bà đây, thưởng trước đây này. Tôi chỉ có sự tình nhà tôi thôi à. Thôi, bà cứ hát cái sự tình nhà bà ăn được, hát cho hay vào. Trương Viên người chồng tôi tên gọi là Trương Viên. Ôi trời ơi, Trương Viên là tên con lớn nhà tôi, nhập gia là phải huấn húy. Ba bài hát là Trương Băm hay Trương Xiên gì đó, ai lại hát thế bao giờ? Hè con. Dạ. Thiên hạ trùng danh trùng hiệu là nhiều, con cứ để cho mẹ con bà ấy hát. Này bà ơi, quan tôi cho phép rồi, hai mẹ con bà hát đi, hát cho hay vào nhá. Ấy người chồng tôi ông hỏi tôi duyên cớ vì sao phải chịu mù lòa ư? Vậy thì tôi xin hát tiếp để ông nghe. Ấy bởi vì đâu mình nghe lửa bơi bơi xa biển quê quán, ngủ nơi lăng toàn tôi gặp những loài ác thú hổ lang người đòi ăn thịt tiêu ban lại lạnh trở vì nuôi mẹ mà hóa ra nông nỗi. Bởi thế cho nên mù mịt mà tôi tâm mi, không nghe là nghe đã đi hát mà để kiếm ăn, tôi kiếm ăn qua ngày tôi nuôi mẹ chồng. Cấp thịt
bà gánh nghi tay. Chàng trường liên ơi, chàng có biết đến lúc nỗi này bà cho. Đồng tâm thần đường từ mẫu, đường từ mẫu có biết chăng hỡi mẹ? Phải chết, quan lớn là người quyền cao chức trọng, mẹ con tôi vốn phận bần hàn, tháng năm dòng hát sầm đổ thân, xin cho nên mẹ con tôi mang trọng tôi. Tiền nông thường tôi còn đè đó, tôi chưa hề đông động đến một phần. Xin ông đừng tính chuyện tần ngần mà mang tiếng tôi không thanh danh tiếc. Thôi, ta đi thôi mẹ. Đi thôi con. Trời ơi, tưởng rằng nhận vợ, vợ lại chẳng nhìn. Mẹ ơi, con chữ viên của mẹ đây. Mẹ ơi, con chữ viên đã bao ngày mong đợi, những tưởng không gặp mẹ. Mẹ ơi, thị Phương em, anh nói chẳng nên lời, ngày xuống họp lại là ngày mong ngào. Trời ơi, đúng con trai rồi đây rồi. Mẹ, mẹ, hôm nay con mẹ mừng mừng tuổi tuổi, mười tám năm dòng bao nỗi nhớ. Thị Phương, chồng con đây, con hỡi Thị Phương, con dâu mẹ đã hết đường khờ cực. Mẹ ơi, thực chồng con đã già, hình dáng lại như xưa. Nào, vậy thì trước khi cô phụ họp hôn, có vật gì đưa xa nhân? Mười tám năm dòng chẳng dám đơn sai, lòng thương em nhớ mẹ ngập ngùi. Đây, đây ngọc quý trao cho em nhận tình. Mừng cho bà Thị Phương được an lành như cũ, lại còn thêm mẫu tử đoàn viên. Thật trời kia không phụ người hiền, ngọc đã sáng nhưng tình người lại càng sáng. Ơn hiền thế bằng trời bằng mẹ, một ngày này